Khi tôi vào đây thì tôi thấy thực sự là rất là phấn khởi với một cái khu, một cái tòa nhà và một cái khu vực, một cái không gian dành cho cái đổi mới sáng tạo rất là lý tưởng, và ở đây sẽ ươm mầm các lý tưởng sáng tạo mới cho một cái sự phát triển mới. Và mong muốn của tôi sau này ở tỉnh chúng tôi cũng sẽ có một cái khu vực như thế này để là tạo điều kiện cho các cái tài năng thể hiện cái khởi nghiệp của mình và phát huy được cái trí tuệ của mình phục vụ cho cái sự phát triển của đất nước. Và tôi cũng mong muốn rằng là cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Hiêu Huy này sẽ có cái mối quan hệ hợp tác với lại cái đổi mới sáng tạo của tỉnh Hà Nam của chúng tôi và của đất nước Việt Nam của chúng tôi, để hai đất nước có mối quan hệ càng ngày càng bền vững hơn, và hai tỉnh cũng có mối quan hệ càng ngày càng tốt đẹp hơn và cùng nhau phát triển.